Oh my god, gần 700 bình luận các bạn ạ. Tuấn làm sao trả lời hết đây? Làm một cái video này để cho anh em thấy rằng là tại làm sao Tùng Kim Cương lại được nhiều anh em quan tâm đến như vậy. Đây là một cái trường hợp của một anh trai ở Nam Định. Anh nghĩ xem video của Tuấn, sau đấy là anh quyết định lên ngay lập tức để xem thực tế nó như thế nào. Và anh nghĩ ra quyết định mua ngay 2 cây về để chơi. Cái đất Nam Định là cái đất làng nghề rồi, thì chắc chắn ý, để những cái cây Tùng Kim Cương này mà lọt vào mắt của anh ý, thì cũng không phải đơn giản. Lúc đầu thì Tuấn đưa anh lên một cái vườn cây nó lớn hơn, nhưng mà tất nhiên cây to hơn thì giá trị nó lại cao hơn. Thì anh cân đối tài chính, nó lại không phù hợp với khả năng chi trả của anh. Và anh quyết định mua cái cây tầm nhỏ nhỏ, tầm trung trung như thế này thôi. Trong suốt cái quá trình mà Tuấn đưa anh đi thăm thì đúng là người nhà nghề nó khác. Anh lại không chọn những cái cây mà nó lại nghe có vẻ hoàn thiện đâu. Anh lại thích những cái cây nào nó suông một tí, nó có cái nét làm một tí, thậm chí là nó cũng không cần quá phải cầu kỳ. Sau khi anh chốt được hai cây này thì anh nói, anh hứa với Tuấn rằng là khi mà anh lên chậu cây nó đẹp rồi, anh sẽ feedback gửi lại số các hình ảnh để cho Tuấn lên làm động lực. Anh em mà mua cây của Tuấn nhá, lên bầu, lên chậu, rồi là trồng xuống đất hay là trồng cảnh quan chỗ nào đẹp thì anh em nhớ chụp ảnh lại gửi cho Tuấn cái. Đôi khi nó là một cái niềm động lực, một cái niềm vui lắm ạ. Không phải mình kiếm tiền từ việc anh em đến với mình, quan trọng nhất là anh em mua được cái cây mà giá nó hợp lý. Cây giá tương đối là hợp lý. Mà đặc biệt là nó lại ưng mắt mình. Mua một vài cái cây mà giống như mua quả tức, mua sự bực mình ấy, khó chịu ấy. Anh em còn mặt mũi nhau nhìn đến nhau nhé. Rồi anh em mình cùng xem cái cảm nhận làm việc với Tuấn như thế nào nhé. Mời anh em cùng xem. Đang nắng quá. Chào cả nhà nhá. Đây là anh Xuyên. Anh ở đâu Nam Định? Tôi Y Yên Nam Định. Vâng. Hàng về Nam Định. Hôm nay là anh mua 2 cây đúng không? À. Anh cho cảm nhận là đây có phải tùng ghép không? Tùng Kim Cương Zin. Bà con đến với nhà vườn của Tuấn đi. Ở đây giá tương đối là hợp lý. Mời mọi người đến nha, giao lưu cùng nha. Sau này về chỗ tôi giao lưu cùng với tôi nữa nha. Đấy, anh em làm Nam Định, Ý Yên Nam Định nha. Qua nhà Văn Xuyên. Đấy. Rồi, cảm ơn anh Xuyên nha. Cảm ơn cả nhà rất nhiều.